Tôi chưa từng thấy ai khi được tặng tiền mà lo lắng như vậy. Đúng rồi, nãy giờ mỗi lần tặng tiền là toàn mấy trăm đô vậy mà. Tôi đang không ngừng run rẩy bây giờ. Đúng rồi, cô ấy đang lo lắng vì mày donate như phế thải vậy. Tổng cộng Jimmy có 13 tập donate cho các streamer, bao gồm một tập donate cho PewDiePie, một tập donate cho streamer không có người xem, donate 25.000 đô cho streamer nhí, donate 30.000 đô cho streamer yêu thích của tôi, và nhiều tập chủ đề lý do donate khác nữa. Còn tập của ngày hôm nay, donate cho các streamer ngẫu nhiên vào năm 2018, 4 năm trước, nên Jimmy ở tập này trông sẽ hơi trẻ trâu một chút. Ngày hôm nay ta sẽ đốt 10.000 đô cho streamer ngẫu nhiên. Hãy cùng xem sự tin tưởng của đồng tiền đi trước như thế nào. Hãy nói chính xác một từ đó, tôi sẽ donate cho bạn 10.000 đô. Tôi sẽ đưa cho bạn gợi ý sớm. Hoa nhìn kìa, tin nhắn rác trôi nhanh quá. À, nó hiện đây rồi. Gì vậy? MrBeast định donate 10.000 đô á? Cô ấy có vẻ đang bối rối. Các cậu, từ đó là Fluff, nên tôi sẽ gợi ý liên quan tới con thỏ. Cùng gợi ý này là kèm donate 100 đô. Khoan đã các cậu, tôi nghĩ nó hơi dễ quá. Ok, yeah. Nhưng đó là từ đầu tiên tôi nghĩ tới. Đáp án là Fluffy. No, tôi đã đố quá dễ. Được rồi, donate phản hồi, đó chính là Fluffy. Câu đố quá dễ, cô ấy xứng đáng nhận được 10.000 đô. Sau khi được nhận số tiền quá lớn, mồm thở ra toàn fuck, nên bíp liên tục nhé anh em. Các bạn chú ý từ mới này, Fluffy. Thường có nghĩa được miêu tả những thứ mềm mịn, mướt như bông, mây, gối hay lông thú, tạo cảm giác nhẹ, thoáng mát và mềm mại, Fluffy. Ôm đầu, sốc, các thứ. Nó có thật không vậy mọi người? Đang diễn ra là thật ư? Ôm đầu, sốc, các thứ luôn. Có ai nghĩ nổi một lần donate nhận 10.000 đô cơ chứ? Mọi người thường nói những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống không quan trọng, nên tôi sẽ donate 1 đô 10.000 lần xem sao. Và các bạn biết đó, trên nền tảng tôi donate sẽ được quy đổi về tiền tệ trên đó. 100 xu là 1 đô. 100 xu đầu tiên đã nhảy. Cảm ơn MrBeast. Thank you for the 100 bits. Lại thêm 2 quả 400 xu và 1.000 xu. Liên tục xả tiền vào mặt mà không yêu cầu gì. Thank you. Sorry. I don't know. That's so strange. Thank you. Vừa có chuyện ngắn đã xảy ra. Trong khi tôi donate xả tiền liên tục, thì có gã tên là Mr. Who thách thức tôi. Nên tiếp theo sẽ là màn xả tiền bất chấp của tôi. Nó vô tình gây ra cơn bão donate với những người xem khác. Pressure is real. Thank you very much. Đó là tất cả những gì mày nhận được sao con bitch? Sao cơ bitch ư? Đó là một từ nặng nề với tôi. Mỗi một lần donate tranh cãi, số tiền sẽ cao hơn lần trước. Tôi chưa từng thấy ai khi được tặng tiền mà lo lắng như vậy. Đúng rồi, nãy giờ mỗi lần tặng tiền là toàn mấy trăm đô vậy mà. Tôi đang không ngừng run rẩy bây giờ. Đúng rồi, cô ấy đang lo lắng vì mày donate như phế thải vậy. Tôi không nghĩ những gì đang xảy ra là thật. Cho tôi coi ngực đi. Xem thật đi, tôi sẽ cho thêm tiền. Đó là lời thách thức của thằng Chucky, không phải MrBeast nha anh em. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. MrBeast đáp trả: Này Chucky, tao có thể làm thế này cả ngày. Hãy đưa ra thách thức với tao. Con số tiền khủng đang tăng dần sau mỗi lần donate, lên tới 501 đô sau mỗi lần cãi nhau. Này Chucky, mày xong rồi ư? Tao đã rất vui đấy. Thôi nào mọi người, đừng nói chuyện vậy nữa. Thôi được rồi, tao có thể đình chiến không người anh em. Thẻ tín dụng của tao hết hạn mức chi tiêu rồi. Nhưng số tiền cho câu nói này vẫn lên tới 502 đô. MrBeast đáp trả: Không, từ chối đình chiến của mày, tao phải muốn chiến thắng. Lời đáp trả từ chối đình chiến lên tới 503 đô. Chucky đã xuống nước với 20 đô. Chucky chỉ muốn xem họ toang trên stream thôi. MrBeast đáp trả với 500 đô. Đây đúng là một cuộc chiến thú vị, một trong những trận đánh căng thẳng nhất tao từng đấu. Chucky chính thức bỏ cuộc với 100 đô. Chúc ngủ ngon tất cả mọi người. Tôi yêu tất cả các bạn và đặc biệt là bố của bạn. Nãy giờ đắm chìm vào cuộc chiến mà bỏ quên cảm xúc của cô gái streamer tốt số hay xấu số ngày hôm nay. MrBeast phản hồi với 101 đô. Chúc ngủ ngon Chuck. Hãy thỉnh thoảng làm một trận nữa như này tiếp nhé. Chucky phản hồi với 102 đô. Cứ cho tao thời gian và địa điểm là có mặt liền, bạn của tôi ạ. MrBeast hỏi liền: Twitter của mày là gì? Tao sẽ theo dõi mày. Tao sẽ dùng người đang ủng hộ tầm này chiều mày luôn. Là Chucky Rise. Tao đã follow mày Chuck à? Hãy cùng tao chinh phục thế giới. Tôi đã không mong đợi hai ông này làm vậy đâu. Vậy là chính thức kết thúc màn khẩu chiến bằng tiền trên streamer cô gái này.
Streamer may mắn tiếp theo là một anh chàng râu quai nón, không cần nhuộm nhưng râu vàng sẵn. 10 đô nhẹ đầu tiên. Quái vật ư? Với lời đề nghị cả 10.000 đô. Tôi không hiểu bạn đang nói gì, nhưng đô đét cứ liên tục vậy. Tôi biết tiền nhiều làm người ta khó xử, nhưng có vẻ nó đang hoạt động khá ổn. Ít nhất là bằng một cách kiểu như vậy đó. Chúc mừng sinh nhật. Lại là Mr. Beast. Thank you sir. Lại gì nữa thế này? Tôi đang chơi rất căng thẳng. Liên tục donate khiến người xem của tôi cũng phát sốt. Tôi không muốn chết sớm. Tôi không muốn chết sớm trong sung sướng đâu. Khoan, cậu đang làm nội dung đưa tôi lên YouTube sao? Có thể lắm chứ. Bố mẹ ơi, con sắp nổi tiếng rồi. Này các bạn, tôi đang thích cuộc trò chuyện qua tặng tiền thế này. Hơi điên rồi nhưng cứ tiếp tục đi. Cô vợ của anh chàng streamer này khéo donate hơn cả anh tôi. Anh Thanh Độ. Ôi sao bé tí đã nói donate rồi con không được khéo như thế. Không nghe thì nó bảo donate đâu. Tôi thật sự thích anh chàng này, nên làm thêm quả 1.000 đô nữa cho tí này. Cậu rất thú vị, cậu xứng đáng với nó. Cười không ngớt được mồm. Hẳn 1.000 đô sao? Tôi còn muốn tặng nhiều hơn thế nữa cơ. Kênh chat lúc này cũng spam như vũ bão. Với số tiền này yêu cầu tôi khỏa thân còn được nữa. Cả thân thể này của tôi đều là của Mr. Beast. Good man. Điên chưa đủ, xả thêm 1.000 đô nữa cho nóng. Ôi trời ơi, đừng làm như vậy nữa. Sau lần thêm 1.000 đô này là cậu đã tốn tới 6.000 đô rồi. Nên cậu xứng đáng được nhận quả hiệu ứng này. Thôi được rồi, lần này 500 đô. Cho tôi có hiệu ứng khác xem. Tôi không đốt tiền vì chờ phản ứng của cậu ấy, đơn giản là vì tôi thích. Tại anh chàng này thú vị mà. Hiệu ứng này amazing đó. Tôi không có nhiều hiệu ứng nhưng cảm ơn vì tiền ủng hộ của cậu. Tiếp theo đổi gió tới một streamer nữ khác. Cosplay Wonder Woman, nữ thần chiến binh của DC Comics luôn. Tôi xin lỗi Mr. Beast nhưng tên cậu làm tôi nhầm với Mr. Bean. Đốt tiền với cô này có vẻ không hứng thú cho lắm. Goodbye. Sang một cô gái khác, kênh chat bắt đầu bùng nổ spam. Bạn có thể tắt nhạc không? Tôi sẽ cho bạn 10.000 đô. Có dám tin tắt thật không? Sự bùng nổ spam trên kênh chat đã đỉnh điểm, không thể kiểm soát. Bởi Jimmy đã donate liên tục. Tiền ngập tràn kênh chat. Mặt đứng hình luôn. Mr. Beast là ai vậy? Who's Mr. Beast? Tôi không biết cậu ta, tôi còn chưa kịp chuẩn bị phản hồi. Đốt lần 6.000 đô cho tôi rồi. Cô ấy thật sự thích nhưng không biết nói gì luôn. Tại sao cậu lại làm vậy? Why are you doing Thank you this? So much. Thank you so much. À, tôi làm vậy vì nhận được nhiều view đấy. Tôi hy vọng bạn đang không ghi hình lên YouTube, bởi vì tôi đang chỉ mặc chiếc áo len thôi. Ơ, các bạn có ai quan tâm đến áo của cô ấy không? Dừng ngay mấy suy nghĩ vô nghĩa đó đi. Tôi sẽ follow trên Twitter. Ôi, cô ấy vừa vào trang cá nhân của chúng ta. Giờ lại donate thử xin tiền xem. Cho tôi 30.000 đô có được không? Ôi trời, đã đạt số tiền quá lớn, muốn tôi phá sản hay sao? Và cuối cùng ta hãy cùng tới streamer may mắn được donate ngày hôm nay. Trời ạ, nhìn xem. Cô ấy còn không quan tâm tới loại tiền ủng hộ của tôi. Khoan à, Mr. Beast hắn ta đang bị sao vậy? Đốt quá nhiều tiền. Hắn ta không biết rằng hắn ta đang đốt quá nhiều tiền sao? Ha, đơn giản tôi biết chứ. Ôi chết tiệt, ta bị chặn donate rồi. Tôi đã và đang ủng hộ rất nhiều tiền cơ mà. Tôi nghĩ cậu này đang thực hiện hành vi không hợp pháp. Sốc thực sự quá sốc, sốc muốn tụt cảm xúc luôn. Thế nào là không hợp pháp? Với 50 đô lần cuối cùng của ngày hôm nay. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, tôi xui xéo đây. Tôi xui xéo đây. Thật sự ở video gốc phần này, đã nhiều người sốc với cô gái streamer này. Họ nói cô vô ơn với một viewer khi ủng hộ mình rất nhiều và còn chặn, với lời giải thích rất khó hiểu. Alright guys, nếu các bạn thích video này, hãy ấn vào nút đăng ký. Ta sẽ gặp lại nhau ở một nội dung khác thú vị hơn. Các bạn vừa xem xong tôi đã donate 10.000 đô cho streamer ngẫu nhiên phần 1. Ở phần sau, tôi sẽ tiếp tục donate nhưng phần nào sẽ do các bạn lựa chọn ở comment bên dưới. Một tập donate cho streamer không có người xem. Donate 25.000 đô cho streamer nhí. Donate 30.000 đô cho streamer yêu thích của tôi. Bao gồm một tập donate cho PewDiePie. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's